Xin chào tất cả các bạn. Theo yêu cầu của một số bạn có chia sẻ tới mình là làm thế nào để có thể biến cái bóng led 220V có thể sử dụng được điện 12V. Thì ở đây là cái thanh bóng led 220V mình lấy ở những cái bóng led hỏng. Thì ở trên cái thanh led này nó chỉ bị cháy tầm khoảng một vài bóng thôi, nhưng mà vẫn có thể tái sử dụng trở lại. Ở trên cái thanh led này, như các bạn đã nhìn thấy ở đây, tất cả các bóng led đã được nối tiếp với nhau. Thì để chế điện 12V thì các bạn cần lưu ý như sau. Ở trên cái thanh led này sẽ có 3 đường mạch 1, 2, 3 như các bạn đã nhìn thấy ở đây. Thì tất cả cái bóng led này thì các bạn sẽ cần tách ra để sử dụng. Thì với điện 12V thì chúng ta sẽ tách ra tầm khoảng 3 bóng. Tức là chúng ta sẽ lấy một cái con dao và chúng ta sẽ cắt cái đường mạch này ra. Cứ 3 bóng chúng ta cắt một đường mạch ở giữa. Khi chúng ta sử dụng điện 12V thì chúng ta sẽ lấy tầm khoảng 3 bóng led nối tiếp với nhau. Thì chúng ta sẽ cắt cái mạch ở giữa này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành công việc nha các bạn. Rồi sau khi mình đã tách được tầm khoảng bằng này bóng ra các bạn, thì các bạn lưu ý giúp mình là đây có 3 cái đường mạch thì chúng ta chỉ việc cắt cái mạch ở giữa thôi, còn hai cái mạch ở bên trên và bên dưới chúng ta sẽ không cắt nhá. Và khi các bạn cắt được mạch đến đâu thì các bạn sẽ cạo luôn cái phần này để chúng ta nối dây điện cũng như là làm một cái cầu nối để chúng ta dẫn điện xuống cái hệ thống bóng led này. Đây mình đã cắt hết. Để tách ra cứ một đoạn chúng ta sẽ tách 3 bóng 1. 3 bóng 1. Đó. Thì ở trên cái thanh led này đối với 3 bóng 1 như các bạn đã nhìn thấy. Thì ở đây chính là cực dương. Đây cũng là cực dương này các bạn. Phía bên tay phải mình là cực dương, đều có ký hiệu ở trên mạch điện. Tại một đầu của cực dương này, các bạn chú ý ở đây có một cái đường mạch đi từ phía trên này sang bên này. Đi thẳng xuống dưới đấy các bạn. Đó. Thì mình sẽ cạo. Và lát nữa thì mình sẽ lắp con điện trở vào đấy. Phía bên dưới này là cực âm, cũng có một cái đường mạch chạy thẳng. Mình sẽ cạo và mình sẽ nối cực âm vào đây. Còn cái cực dương này thì trên này nó có một cái đường mạch rồi, chúng ta đã cạo rồi. Thì chúng ta sẽ nối con điện trở ở đây để phân áp cho nó. Ở đây thì mình sẽ sử dụng điện trở tầm khoảng 200 ohm. Các bạn có thể sử dụng điện trở từ 100 ohm cho tới 300 ohm trở lên nha các bạn. Đó, để làm một cái cầu phân áp và lấy điện áp cho bóng led. Mình sẽ lắp cái con điện trở vào như thế này. Đó. Sau khi mình đã hàn điện trở xong và mình đã hàn tất cả các cực điện của nó, mình sẽ chỉ cho các bạn thấy này. Các bạn nhìn thấy, đây là con điện trở SMD, điện trở dán đấy các bạn. Thì phía bên dưới này là cực âm, mình đã hàn luôn để nối điện cực âm cho cái bóng led kia. Cái dây màu đỏ này có một cái đường mạch đi đến đây. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đi đến đây sau đó là sẽ đi qua con điện trở và lấy điện nuôi cho ba cái bóng led này, tức là cực dương. Đó. Phía này cũng thế. Cái đường cực dương này nó sẽ đi đến đây và nó sẽ đi qua một con điện trở và lấy điện cực dương để nuôi cho bóng led này. Còn cực âm thì chúng ta đã nối chung rồi. Đó, nó ở phía bên dưới này. Rất là đơn giản luôn các bạn. Mình đã nối tất cả các bóng led sau khi mình đã tách ra như các bạn đã nhìn thấy. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cái đồng hồ vạn năng và mình sẽ đo nguồn điện cho các bạn xem có đúng là nguồn điện 12V hay không. Đây, hai cọng dây này mình lấy từ một cái cục sạc 12V cho ra nguồn điện 12V.
Mình sẽ đo cho các bạn thấy. Nguồn điện ở đây rơi tầm khoảng 12,3 V. Nói chung là nguồn điện từ cục sạc hoặc là từ ắc quy thì 12,3 hoặc là 12,7 thì vẫn có thể hoạt động được bình thường. Bây giờ mình sẽ nối nguồn điện vào cái thanh led này sau khi mình đã chế tạo xong cho các bạn xem. Mình sẽ nối cực âm trước. Rồi bây giờ mình sẽ nối cực dương. Đó, các bạn đã nhìn thấy ở đây. Cái bóng led này rất là sáng luôn các bạn. Các bạn quan sát thấy thì bóng led ở đây rất là sáng. Còn cái vị trí này có một cái bóng nó không sáng do cái bóng đấy nó bị chết rồi nên nó không sáng. Nói chung là kệ nó các bạn, mình đã tách ra rồi mà. Đó. Với một cái thanh led 220V này, chúng ta chuyển sang sử dụng điện 12V thì các bạn có thể sử dụng thắp sáng khi ngày nào nó mất điện. Các bạn sử dụng điện ắc quy 12V, axit trì các bạn. Sử dụng rất là tốt. Thì với cái thanh led này thì chúng ta có thể tái chế từ những cái bóng led cũ sử dụng điện 220V và chúng ta có thể tái chế lại sử dụng điện 12V rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ cho các bạn một cái sơ đồ để các bạn dễ hiểu hơn. Đây là cái sơ đồ của nó. Thì có 3 cái đường mạch mình đã vẽ tượng trưng ở đây. 1, 2, 3. Thì cái đường mạch ở giữa này, đấy, là 3 cái bóng nét. Còn cái tới cái vị trí con trở này là mình đã cắt ra để tách 3 cái bóng nét ra rồi đấy các bạn. Thì mình cực âm mình sẽ nối vào phía bên này và cực dương mình sẽ nối đi qua con trở và nuôi nguồn điện cho cái bóng nét này. Đấy, cái mạch điện này nó chỉ như vậy thôi các bạn. Rất là đơn giản. Các bạn nhìn sơ qua là các bạn có thể chế tạo ra được. Ở trên thanh led này thì nó hơi khó nhìn cái đường mạch một chút, thì các bạn chịu khó các bạn nhìn kỹ là các bạn sẽ thấy ba cái đường mạch ở trên cái thanh led này. Cái thanh led này mình thấy nó rất là dễ có thể tái chế lại và rất là dễ có thể tự chế được một thanh led 12V hơn là so với sử dụng một cái bóng led tròn. Rồi. Mình hy vọng video ngày hôm nay sẽ hữu ích cho bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.